Vì vậy Đức Phật dạy thiền, pháp thiền thanh tịnh là yên trong lòng. Dù cho sông núi hoại không, hư không có hoại, tánh không hề gì. Thiền thanh Đức Phật có ghi, chỉ cần thanh tịnh không chi bận lòng. Hôm nay ta chỉ cho ông, tất cả vật lý lìa xong cho rồi. Nghe lời Phật dạy nên thôi, luân hồi nhiều kiếp là rồi với ông. Nếu thực hiện được với lòng, chính là chân thật ở trong trần này. Chân. Dạ con xin kính chào bác ạ. Dạ thưa bác, xin bác giải thích cho con rõ thêm. Có lần bác nói là công đức của mình không quan trọng nhiều hay ít, mà quan trọng làm sao là đủ để mở mắt, để mà trở về Phật giới. Thì xin bác giải thích cho con rõ thêm tiêu chuẩn như thế nào để công đức gọi là đủ để mở mắt ạ. Con làm sao mà con giúp người ta bằng phương tiện gì, con chỉ giúp. Bây giờ mình phải quan niệm như này, mình tưởng công đức nhiều mình về Phật giới là một kim thân Phật, đừng có quan niệm ở đó. Có nghĩa là công đức ít nhiều đâu mà tôi về được Phật giới, tôi là một Phật con thôi. Thì tôi đi vòng vòng trong một tiểu thiên thế giới, tôi độ, tôi có công đức lớn, đặng Phật từ từ lớn. Ở bên Phật giới độ người bên đây dễ hơn, nó không dính. Còn ở đây độ người bên đây nó dính. Khó trong thế gian này độ mình về Phật giới đi thành đặng Phật con thì thôi chịu khó đi trong một tiểu thiên thế giới đâu. Còn nếu mình lớn thì đi trong càn khôn vũ trụ, phải không? Về bến mình độ mình vẫn có công đức. Khi nào cái hành tinh nào mà công bố quyền ký ra thì có ai đó thì bên đó con được quyền ứng thân nhờ một vị thần ở bên đây giúp con, một vị Phật bên kia nhờ bên đây giúp thì được, mà về bển giúp an toàn không bị ô nhiễm vật lý. Còn vô bên đây giỏi cỡ nào cũng dính vật lý rồi, bởi vì nó mang thân tứ đại mà phải ăn uống ngủ nghỉ làm sao thoát ra được cái quy luật này. Thành ra cái chuyện mà công đức ít nhiều không biết, mà làm sao mở con mắt về bển đi thoát, có nghĩa là đó định hình được một kim thân Phật rồi thì còn đi đâu cũng được. Còn hồi đó một cái tánh Phật không đi được, tánh Phật giống như một cái bốn nguyên tử, làm sao con đi mà con nói đâu ai nghe đâu, phải kim thân Phật nói người ta mới nghe. Giống như con mà ở đây mà con nói bằng trong không có hình tướng người ta không nghe, mà con chỉ nói trong không gian thôi, nhưng mà con có một thân người đàng hoàng con nói người ta nghe. Nó phải hiểu cái thế giới vật lý và cái thế giới phi vật lý, bên kia nó phi vật lý, còn bên này cái tam giới gọi là thế giới vật lý, là cần nhất ít thôi, về bển đi cho nó an toàn đi. An toàn về nhà xưa làm Phật con thôi cũng được, Phật gì cũng được. Nghĩa là Phật lớn là đi nhanh thôi, giống như ở ngoài bên thế gian này cái xe to là chở 50 người, xe nhỏ chở 7, 8, 10 người thôi. Giờ thôi nhỏ quá thì cũng chở được 4 người thì chạy về đủ rồi, về bển. Thì mình đã thành một kim thân Phật thì cái lực mình mới cứu người ta được bên đây. Thành ra chú nói là lớn nhỏ không thành vấn đề, chạy về đi, chạy về an toàn đó. Từ 10.000 năm mới có một lần, mà giờ con mà ví dụ giờ này mình không ấy được mà con đi luân hồi đâu. Bây giờ cái này nó ra có 100 năm thôi, mà bây giờ nếu mà đời này con mất mà con không ấy, con ví dụ bây giờ đừng có nói chi, ví dụ mà con hưởng phước nhà giàu thì con coi chừng vô nhà giàu cái còn lâu. Là về trong kinh Đức Phật nói vô nhà giàu cái con lạc đà nó chui qua cái lỗ kim còn dễ hơn cái ông nhà giàu mà về Phật giới. Nói cho con biết, giờ con suy nghĩ đi. Nó quay một cái ra trái đất này, nó quay một cái nó cứ 10.000 năm mới tới cái. Mà con làm giàu, càng giàu con càng nghiệp. Con giàu đó con phải mướn người ta, con phải sai người ta, con phải chửi người ta làm sao. Nhiều nhân quả càng lớn. Bởi vậy thành ra trong kinh có nói, khi lên chót vót tận trời cao, khi chui xuống tận lòng đất đỏ. Bây giờ đời này làm giàu dễ chứ, rồi đời sau anh làm ơn rớt xuống chứ không phải dễ đâu, chứ không phải tôi giàu hoài đâu. Không có ai giàu, bởi vì trong kinh nói là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Con giàu thì con phải mưu mô này kia nọ. Người ta, cái người mà thứ nhất có tiền là họ mướn người, họ ép nha, mấy người giàu họ ép. Ví dụ là một ngày người ta làm 100 cái bắt đầu kiếm chuyện mướn 80 hoặc ấy. Con thấy nhiều cái nhà giàu làm nhiều cái nó thất đức lắm chứ không phải không.
Mà nhân quả thì nó đâu có tha cái chuyện này đâu. Nó thành ra khuyên là ở đây Thiền Tông ra đời thì nên tạo công đức về, dứt khoát về đi rồi về bển tính. Về bển nó không có bị vật lý, vô ở đây vật lý. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Xin cho phép con hỏi câu thứ hai nữa. Như sáng vừa rồi con có nghe bác Hùng đọc cái bài diễn đàn của bác ấy, thì bác ấy có nói một câu là người đạo nhân vô tu vô chứng cũng chính là bản thân mình. Thì với những người mà đã đi vào con đường tu học của Thiền Tông thì bản thân người đó ai cũng đều có phát ra ham muốn là được trở về Phật giới, cố gắng tạo công đức và học thuộc công thức. Tức là bản thân mỗi chúng con đều là một Phật, đều là một đạo nhân vô tu vô chứng. Vậy thì bây giờ chúng con, khi anh em chúng con đối diện với nhau thì chúng con sẽ cúng dường cho nhau như thế nào để nó là một cái sự cúng dường trong sáng giữa những người tu tập Thiền Tông với nhau à? Anh em với nhau làm sao cúng dường? ý con muốn nói là cái sự phụng sự và cái phụng sự để dạ. Nó nói cho con nghe nè, đồng chung cộng sự, thấy không? Chứ đồng chung phải cúng dường. 4-5 người, ví dụ con mua 10 bộ sách thì cho mượn 10 người, 4-5 người thì mỗi người một dùng. Cái làm sao cho mượn để người ta hiểu cái này. Con hiểu rồi thì thôi tôi lấy lại tôi cho người khác mượn. Còn nếu anh hiểu, anh muốn ủng ấy thì mua giống như tôi cũng cho nữa để chi nó nhân ra. Ha. Chứ còn chung với nhau không có cúng dường, chung nhau là đồng phát triển về Thiền Tông thì được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, xin cho phép con hỏi tiếp nè. Trước đây con có nghe trong cái cuốn các câu hỏi về Thiền Tông có một câu chuyện về ni sư Thích Nữ Diệu Lờ. Ni sư này khi mất về báo mộng cho gia đình biết là cô ấy chưa có siêu thoát được, thì sư phụ của cô ấy có tìm đến một vị hòa thượng có đức hạnh. Vị hòa thượng này đã trước điện thờ của Đức Đạt Ma Sư Tổ đã khai thị cho vong linh của sư cô. Sau đó sư cô về báo cho gia đình biết là mình đã được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Xin bác cho con được hỏi về cái thắc mắc này. Là cái thứ nhất, sư cô khi còn sống chưa có tu tập về Thiền Tông, nghĩa là cô ấy khi còn sống cũng chưa tạo được công đức. Thì và cái thứ hai nữa là vào thời điểm đó là năm 1958 là chưa có công bố về huyền ký, nhưng mà vị hòa thượng có đức hạnh ấy đã có thể khai thị được những vấn đề cơ bản trong Thiền Tông. Thì xin bác giải thích cho con hai cái điểm này ạ. Rồi bây giờ nói con nghe này, hồi Lục Tổ Huệ Năng á công bố huyền ký chưa mà không biết, có nghĩa là rơi vào bể tánh là rơi thế này, rơi vào trong cái tánh thấy cá nhân của mình, thấy bằng cái tánh Phật thanh tịnh của mình. Cái này thì nó nằm ở trong cái các vị tổ. Vị tổ nghe một cái này người ta hiểu thì nhận được cái này. Vì thế mà ông Mahakasyip đầu tiên thấy cái này thì ông mới làm tổ. Nhưng mà một vị này khai thị cho cái cô Liên á, thì ở trong cái trạng thái cổ là trung ấm thân. Mà cái vị này nó có cái năng lực mạnh lắm chứ mà nhớ. Thầy ra trung cô Liên này mới nhận được, thì tức khắc là được đầu thai vào làm người để mà tiếp tục. Vì thế mà ngàn lúc đó là bao nhiêu? Hôm khi nào tới này là khi mà công bố huyền kỷ cổ là bao nhiêu? 29 tuổi. Và đã đổ trước luôn, trước lúc mà Thiền Tông chưa công bố luôn. Mà cái này không nói được, bởi vì nó không hình không dáng. Vì thế mà tới khi ngày mà chưa công bố huyền ký mà cổ vẫn đến cái chùa, khi mà cổ đọc cái quyển sách thứ 5, cổ khóc. Cổ đến cái chùa này, ông Chánh Huệ Phong giúp ông về Phật giới luôn. Rồi chỉ cách cho cổ làm. Bởi vì chưa công bố huyền ký thì ông Phong có nhiệm vụ này, để đưa cái người này đi có tạo công đức vậy. Có bằng cách gì? Là nói rằng quyền ký chuẩn bị công bố ra. Đến đây thì bây giờ tôi nói thì không phải ai, tôi không nói.
báo cho biết rằng thời gian tới công bố huyền ký, là công bố pháp môn thứ sáu để mà tất cả người nhận được Phật tánh. Đó, thì cái đó cái trường hợp nó hy hữu. Để một thời gian nó có một cái người để mà nói chứng minh bằng sự thật, để chi, để nhiều người ta biết. Cũng như vừa rồi có cái ông mà ở Long Xuyên, trước khi ông đi về Phật giới, ha, con ông báo cho biết ba đã đi được đó. Rồi một cái cụ mà ông ngoài Bắc 90 mấy tuổi, có người đi đàng hoàng nói là chứ không phải cái chùa này nói, chỗ khác nói thì mới đúng, còn cái chùa này nói là tuyên truyền không đúng. Vì thế mà Thích Nữ Diệu Lờ đã đến đây lúc 29 tuổi. Sau đó thỉnh thoảng bà có đến, nhưng mà tôi bảo đảm không có thể nói bất cứ ai chỗ này. Hôm nay con mới nói, tôi nói cho nghe thôi. Nhưng mà tôi toàn toàn là không nói, coi là không được quyền nói cái chuyện này. Nói cho con biết vậy thôi, này nó có, nhưng mà điều nó khó lắm. Không nói ra, nói ra cái dòng tiền mất liền. Mà chỉ nói ẩn dụ ngày xưa thôi, nói cho biết vậy thôi. Lúc đó là viết cái quyển đó là gì? 2006. Nay là 10 mấy năm rồi. Mà tới cái quyển số 5, bà có mặt ở trên trở lại làm loài người rồi. Lúc đó 20 mấy tuổi, 29 tuổi. Thấy không? Thì cái đó thì bởi vì mới đem cái chuyện mà của ông Lục Tổ Huệ Năng nói. Lục Tổ có biết ngày nào, mà lúc đó có ai công bố này đâu. Nhưng mà tại sao mà cái ông thầy này, ông hiểu cái này, đi trong cái thiền tông này rất nhiều người ủng hộ mà người ta không xuất hiện ủng hộ đó. Từ, nói thiệt con à, từ cái lúc mà in sách vở, bán sách và đồng thời xin phép chính quyền đều có người ủng hộ hết. Không có, hoàn toàn không làm được. Nếu mà không có những cái người này thì nên là công bố quyền ký không công bố được. Chú không có khả năng luôn. Chạy cửa này cứ nhiều người ấy. Rồi từ đây sắp tới nó sẽ có nhiều cái đó, những cái hiện tượng nó xảy ra. Nhưng mà chỉ nói vậy thôi cho hiểu thôi. Nhưng mà biết rằng thiền tông ra đời thì nó phá vật lý. Không ai chấp nhận cái này. Không ai trên trái đất này chấp nhận cái thiền tông luôn, nói thiệt. Bởi vì chỉ có cái người không tu mới chấp nhận. Như tụi con không có tu, tụi con là Phật tử ăn theo thôi, không tu mới chấp nhận. Tất cả người tu hoàn toàn không ai chấp nhận cái này hết. Thấy không? Mà muốn chấp nhận là hy hữu lắm. 17 ngàn ngôi chùa, mỗi chùa cho 5 ông đi, nhân bao nhiêu, mấy chục ngàn người, có ai chấp nhận này. Mấy chục ngàn người chửi luôn á, không chửi luôn á. Mà bịa lợi đấu chấp, không ai đấu chấp, mà cứ ở ngoài chửi không. Nó khó có chỗ đó. Gì thế mà Đức Phật bảo là phải kỹ lưỡng cái này. Vì thế mà trường hợp của cô Thích Nữ Diệu Lờ nó cũng nằm ở trong cái nhà. Đầu tiên quyển sách ra tôi mới nói sơ qua cái này cho biết, để chi, để người ta biết tới rằng thiền tông nó chuẩn bị ra đời. Tới lúc đó thì đâu có nói gì, chỉ là tu theo pháp môn nào dễ thành Phật thôi, chứ đâu có nói, thấy không? Từ từ tới cái quyển quyền ký còn chưa dám nói đến chữ giác ngộ và giải thoát. Chữ giác ngộ giải thoát thì chỉ nói trên miệng thôi, trả lời trên này để lưu lại thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, xin phép cho con hỏi tiếp à. Ở nhà con phải dụ mấy đứa cháu của con, nó là cháu chứ nó cũng bằng tuổi con. Con nói đứa nào đọc cuốn sách này trả lời được những câu hỏi mà Út đưa ra, ví dụ mỗi một câu hỏi gì các cháu hiểu và các cháu trả lời đúng, Út tặng cho các cháu một ít tiền làm quà giống như phần thưởng vậy. Thì hiện giờ thì có nhiều đứa nó cũng chăm chỉ đọc lắm bác, nhưng mà để được tiền của con thôi. Thì con không biết là với cái hành động của con như vậy nó có mang cái tính chấp ngã hay không, và nó có xúi người ta chỉ vì mê tiền mà họ đọc họ hiểu như vậy hay không. Thì con không biết là hành vi của con như vậy nó có đủ trong sáng cho cái việc con tạo công đức không ạ? Cái đó là con dùng phương tiện độ người ta rất đúng. Nhưng mà khi cái người mà hiểu rồi, con đừng có nói mà nhờ tao, đúng cái câu đó con đừng nói mà nhờ tao mày mới được, bỏ câu đó đi. Biết rồi làm tin. Thì con sẽ nói này, bạn con đứa nào cũng vậy là đây. Thì hiểu đi cô cho tiền, đó là vậy thôi, đừng
Để làm cái gì con không nói nha, để làm cái gì con hoàn toàn làm thinh. Rồi 5-7 đứa xong rồi tự động nó nghe, nó màng màng nó tới đây, nó sẽ được cấp giấy. Thí dụ á, con đi này, này cô đi này, con tụi con đi theo, nó là nó nghe. Thì nó sẽ, nó hiểu được tại sao phải cấp yếu chỉ này kia nọ nó biết, hoặc là nghe cái truyền thiền nó biết. Giờ dần dần tự nó phát triển lên thì được, con không bị cái gì hết. Mà đừng có kể công như đó, kể công đó là mất hết đó. Nó bồi mất luôn, công đức con vẫn có nhưng mà bị bôi đen, thấy không? Rồi sau đó để chi khi để về Phật giới có phương tiện về bến làm Phật nhỏ thôi đó. Cái con phương tiện nó rất đúng, không tốn tiền nhiều mà lợi rất đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. À, con xin hỏi lại ý của cái bác hồi nãy hỏi về vấn đề mà lưu cái pháp trần á. Thì con xin phép, con xin hỏi là thí dụ như trong cái bài lời dặn dò của chùa mình phát hành, con về con hiểu rất là kỹ và con soạn lại theo cái hiểu của con để làm sao nó vừa khúc chiết vừa xúc tích mà vừa dễ nhớ theo cái cách con hiểu. Thì con đọc cái bài con tự soạn lại cho con như vậy thì nó có ổn không ạ? À? Nó có được không? Và nó có bị mang cái tính chấp ngã của con ở trong đó hay không ạ? À? Không. Đây là con làm đây đúng. Có nghĩa là chấp ngã là khi nào, cái này gọi là con tìm phương tiện độ người, nó không chấp ngã. Mà khi mà con tìm phương tiện độ người mà con cho mình là có công với người đó là gọi là chấp ngã. Con làm vậy rất tốt, không sao. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin phép hỏi câu cuối cùng ạ. À, thưa bác, cứ 10.000 năm một lần trái đất sẽ có một vị Phật xuất hiện để giáo hóa chúng sinh. Và bản thân vị Phật đó cũng đã phải luân hồi rất nhiều năm trong cái tam giới này. Vậy tiêu chuẩn như thế nào để một Phật tánh khi vào một tam giới luân hồi trong này để rồi sau đó sẽ trở thành một vị Phật? Thì tiêu chuẩn nào Phật tánh đó được sắp đặt như vậy? Đây là một sự sắp đặt của chư Phật hay đó là do sự nỗ lực của Phật tánh đó à? Bây giờ á, ví dụ cái Nam Diêm Phù Đề mình hiện giờ Thích Ca đang quản lý nè. Khi mà cái trái đất này nó hết 10.000 năm thì trong kinh đã nói rồi, ông A Dật Đa, Thái tử A Dật Đa thành Phật hiệu là Di Lặc. Thì cứ đúng chu kỳ vậy á, thì tất cả những cái trái đất này thì nói sự thật, một trái đất 10.000 năm duy nhất chỉ có một vị Phật ra đời thôi. Khi mà ông này hết ông A Dật Đa rồi, khi ông Dật Đa ông sẽ tiết lộ cái ông thứ khác, tiết lộ cái ông sau ông nữa là 10.000 năm sau. Thì cái này trong kinh chỉ nói biết rằng Đức Phật nói rằng mình bước đi bước thứ nhất thì chỉ biết thứ nhất thôi, bước đi thứ hai tự nhiên nó sáng ra, thấy không? Còn cái tiêu chuẩn thì có gì lạ, là trong cái thế giới này nè, mấy chư Phật bên ngoài người ta biết, bây giờ trong cái mấy chục tỷ người này nó sẽ có cái người nào như thế nào. Mà nên nhớ rằng ở đất rồng thôi, không có ở nước khác nha. Thiền Tông công bố chỉ ra nước rồng, dạy ở tại đó, tại núi Hy Mã Lạp Sơn, và công bố tại Đông Nam Á, nước rồng Đông Nam Á, có vậy thôi. Thì những cái tiêu chuẩn này thì chư Phật ở bên kia ta nhìn thấy ở trong cái luân hồi này nè, chỉ có cái ông này nè trội nhất, ổng đã có kêu bằng công đức hay là có cái chuyện gì để mà chuẩn bị tiếp tục thì người ta chọn rồi bắt đầu mới cho cái ông này, ổng mới nhớ lại cái ngày xưa, rồi ông kia mới xuất hiện, hai cái này nó mới hợp lại, rồi bắt đầu ông Phật trước ông mới dạy ông Phật này đi theo chu kỳ. Mà giống như ông Thích Ca mà chú đã nói trong quyển số 9, Thích Ca ở đây là 8 tỷ năm, trên 8 tỷ năm, rồi ông kia cũng vậy, rồi có nhiều ông hơn. Nhưng mà tùy theo cái lựa của bên Phật giới á, cái nước rồng này và cái nước mà ở Nam Diêm Phù Đề, ông Phật là ai, ở đâu, rồi công bố đây, rồi nó phải tìm hết ra trong. Bây giờ thí dụ bây giờ ông hồi xưa mà ông Thích Ca đó, ông đâu phải ở nước Ca Tỳ La Vệ đâu, có nhiều nước trên thế giới, ông đi cợt vòng hết chứ không phải đâu, 8 tỷ năm mà, chứ đâu phải ít đâu. Rồi sau cùng ông về nước Ca Tỳ La Vệ, ông mới chư Phật mới hiện ra. À, ông hiện giờ ông là cái thời gian này ông là dạy đạo giải thoát ở cõi Nam Diêm Phù Đề này.
Đó, thì cái tiêu chuẩn đó là do cái công đức ngày xưa đã có, chứ không phải là ông mới về đây ông tạo hai ba cái công đức nhỏ nhỏ. Độ mà Kiều Trần Như với năm người bạn đâu cũng phải đã có trước rồi. Điển hình là ông Xá Lợi Phất ở bốn trái đất tạo công đức bốn trái đất thứ tư mới về, con suy nghĩ không phải đâu. Rồi tất cả những người mà hiểu được cái này, người ta mới tập trung lại, người ta về, nó mới trở thành cái lịch sử Phật giáo. Tất cả gì nó cũng đều có lịch sử của nó hết. Còn cái tiêu chuẩn thì nó đúng ra người đó còn trội nhất trong cái Nam Diêm Phù Đề này, chư Phật mới hiện tới để mà giúp ông này thành Phật, không phải dễ đâu. Rồi con hỏi tiếp. Con tính ngưng nhưng mà bác nói với con phát ra thêm một câu hỏi nữa. Rồi. Bác cho con hỏi, ngài Xá Lợi Phất ở lại đây hơn ở cái bốn trái đất này, trong khi công đức của ngài rất là nhiều. Vậy có phải chăng một người công đức giàu rất nhiều, ham muốn giàu rất mãnh liệt, nhưng nếu vị đó không thuộc lòng về cái công thức, cái lời dặn dò, nghĩa là không có làm cho pháp trần mình lui xuất, thì họ cũng không thể về được? Có phải là ngài Xá Lợi Phất rơi vào trường hợp này không ạ? Ông Xá Lợi Phất, ông tạo công đức, ông đâu có biết tạo đâu. Ông là nhà giàu, ông bố thí, mà mai là nó bố thí rồi có công đức, ông đâu có biết. Mà chỉ sau này ông Thích Ca phát hiện ra mới biết thôi. Còn cái vấn đề mà khi mà đã được truyền thiền rồi thì người ta mới nói tới cái vấn đề cái pháp trần. Truyền thiền mà chuẩn đàng hoàng rồi bắt đầu pháp trần mới nói nha. Chứ hồng mới truyền một người hai người không dám nói là đâu. Chưa, giống như con làm cái gì mà nó đã thuần nhiều rồi con bắt đầu mới dạy cái bí mật ra. Thì ông Phật cũng vậy. Ông Phật Thích Ca nói nếu là nếu ông không có cầu đất thì ông Nhiên Đăng không có hiện nói chuyện ổng đâu. Nhưng mà sở dĩ ông Nhiên Đăng bảo ổng là phải làm phước đức để chi lên cõi trời đâu xuất và ở Nam Diêm Phù Đề này để hưởng hai cái phước này nè. Phước làm con của chúa Thường Hộ Quân và vua của vua Tịnh Phạn, hai thứ này để chi. Còn cái chuyện mà ổng độ Kiều Trần Như với mấy người bạn, đây là cái chuyện nhỏ thôi, chứ sự thật ổng đã nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ không ai nói, không lẽ mình nói vậy. Cái tiêu chuẩn tất cả những người quá khứ đã có công đức vô lượng rồi thì bắt đầu nó mới Phật giới mới phát hiện một vị Phật, hãy tới thời buổi này phải đưa ông Thích Ca thành Phật để giáo hóa cái đạo Phật. Nó phải hiểu như vậy. Chứ ai vậy? Ông Xá Lợi Phất là người bình thường, ông người nhà giàu, ai đụng về ông cho, mà ông cho thì chấp ngã, ta giàu ai xin về ta cho, có vậy thôi. Nhưng mà chấp ngã có công đức thì bị bôi thế gian thôi. Nhưng mà sau cùng ông Thích Ca mới độ Xá Lợi Phất trở về Phật giới để cho biết rằng muốn mà phổ biến cái đạo Phật Thiền Tông này ra thì phải chứng minh là ông Xá Lợi Phất đã từng thấy mới nhìn thấy về Phật giới được. Giống như mình ở đây có cái ống dòm á, mình nhìn đi các hành tinh được. Còn mà cái năng lực của cái điện từ quang của ông Thích Ca đó nhìn thủng qua tam giới luôn để về nhìn thấy Phật giới, sinh hoạt chư Phật ở bên đó. Mình thấy được thôi chứ không phải về bển thấy thôi. Thì bây giờ ổng muốn về thì đây là Như Lai dạy cho cách về. Đó thì nhờ ông Thích Ca, nhờ ông Thích Ca dạy ông Xá Lợi Phất mới biết đường về. Chứ lúc đó chưa có công bố luôn mà, trong đó mới tìm được có một người thôi. Rồi ai độ ai được đâu. Rồi, thắc mắc hỏi nữa đi. Dạ, con hứa câu này là câu cuối cùng của con trong hôm nay. Dạ thưa bác, bác có nói là những người mà đọa làm súc sanh á, muốn đọa làm súc sanh cũng phải có công thức, nghĩa là phải sát sinh cái loài đó. Vậy tại sao trên thế giới hiện giờ có những loài đã bị diệt chủng rồi, nghĩa là đã bị những con người trên thế gian này tàn hại cho đến tuyệt chủng luôn. Vậy tại sao những người mà đã sát hại những loài chúng sanh đó không đầu thai để làm cái loài đó, để cho loài đó nó không đi vào tuyệt chủng mà? Con thắc mắc cái tí này. Con nên nhớ một điều á, con đầu thai là con trả quả, trả hết thôi chứ. Giống như con ở thế gian này người ta làm gì, ta ở tù, ra đó ta ở tù xong rồi trở lại làm người, ta thả ra chứ không lẽ đầu thai sẽ được. Có nghĩa là sát sanh, nếu mà sát sanh nhiều,
Có nghĩa là người ta lăn lộn ở trong đó đó. Bây giờ mày làm con gì đó, cứ chết làm hoài mấy ngàn lần cái con đó, đó thì mới hết cái nghiệp, thì người ta mới trả về. Giống như mình ở đây, cái người nào người ta ở tù, mày ở tù, tao bắt đài mày 3 năm xuống biển, 3 năm lên rừng, 4 năm làm gì đó, thì hết xong thì phải trả lại làm người. Còn mình cũng vậy, xuống dưới nó đầu thai, nó giết 1.000 con chó đi, đúng 1.000 con chó, hết rồi thôi trở về làm người, tạo nghiệp khác, hiểu là hiểu vậy. Thấy không? Chứ không phải là đã, làm sao nó biết mà xuống con chó rồi nó đã vô tử cung mẹ, làm sao nó biết nó đời trước là con người. Cái con chó sinh ra thì, nhưng mà cái nhân quả nó phải làm con chó bao nhiêu đời, hết cái đời nó thôi. Giống như mình ở đây, ai ở tù xong rồi thả chứ không lẽ nhốt hoài, theo cái luật của nó vậy. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ con xin cảm ơn bác.